đừng quên công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta uống nước nhớ con phải yêu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thank you.
Thank you.
Quán hà lô, đại lô tiếng.
Thảo ra để lên
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Yeah.
thường hạ duy nhật bãi nhang
Thì tông đi là tàng còn nguyện kính nghe nhật cái bồ
Được quý ngài trở về nơi cư gia
để chu cọt tan rễ, và rồi thấm thoát đã trôi qua. Hôm nay là lễ chúc thất trai tuần của thân phụ chúng con. Chúng con một lần nữa được sự quan tâm của quý ngài trở về đây để giúp kinh giúp kệ cầu nguyện duy tín chưa vương linh. Và giờ phút này chúng con theo sự hướng dẫn của chư tôn đức nói gương hiếu hạnh của ngài một kiền liên tôn giả trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh, với sự chứng minh của mười phương chư Phật, sự hiện tiền của chư tôn đức tăng, chúng con chí thành chí kính dâng lên lễ phẩm cúng dường quý ngài, chứng minh cho buổi lễ cúng dường trai tăng hôm nay, để cầu nguyện cho hương linh thân phụ của chúng con là Phật tử pháp danh Trần Thanh, Phật tử Trần Thanh pháp danh Liễu Thoát, thượng thọ 65 tuổi, mất ngày 9 tháng 10 năm Kỷ Hợi. Và giờ phút này trước trang đường trang nghiêm thanh tịnh, hàng tán hiến chúng con có đôi lời tác bạch chí thành chí kính dâng lên quý ngài. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn, hòa thượng chư tôn, thượng tọa đại đức, hôm nay gia đình chúng con có duyên sự đầu hành lãnh lễ, xin tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch chư tôn hiền đức tâm chứng minh, trước khung cảnh đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, trong ánh hào quang chiếu dáng của khối người phương Phật, qua khối phương nguyện mờ, trước khung cảnh đạo tràng ngang nghiêm thanh tịnh, trong ánh hào quang chiếu dáng của mười phương chư Phật, qua khối phương nguyện mờ và lòng thành trí thiết, trong giờ phút tưởng niệm cúng lễ chúng con các thân phụ chúng con ngày hôm nay, kính bạch chư tôn hiền đức tăng, thân hạnh tình con nhớ cha già, bảy thất trai tuần đã trôi qua, hôm nay chẳng nghĩ ơn sanh dưỡng. Cha hỏi lòng con dạ thiết tha, chúng con kính nghe ơn dưỡng dục nuôi con từ thọ bé, đức sanh thành cao tột tợ như non, sống cuộc đời vất vả chỉ vì con, nuốt đắng cay tạo cho con dòng sữa ngọt. Ôi con cha như núi Thái, nghĩ mẹ tợ năm sau, nhưng mà chúng con chưa có hiểu và đã làm phiền lòng ba. Qua những tháng ngày qua, chúng con xin được chắp tay thầm tưởng về tất cả những gì về cho ba được chọn Phật mãn nguyện. Bởi vì từ ngày con được sinh ra, ba đã tặng được máu thịt cho con không lớn, ba còn luôn dưới nắng cháy mưa xa để cho chúng con đủ sự sống. Cha đầu giường nhưng mà con bệnh, cha nhường ăn thiếu hụt cho con non dạ, có những đêm dài thâm thức suy tư tính toán có sự sống mà ăn mặc học hành cho đàn con và ở ngày mai. Đêm ba thì như xe bút thấm thiết niềm đau thương thất bại những sự nghèo túng, khi mà gia cảnh thời xưa của mình còn nghèo khó, nhưng mà chúng con còn nhỏ thì đâu có thể nào hiểu được cái sự hy sinh của ba cho chúng con trong những ngày thầm lặng. Ít khi thấy ba diễn hiện ở ngoài lắm, mà có ai biết được là trong cái mắt nghiêm khắc kia đó, mà trong cái tiếng la hét trên mắt kia, và trong chính những cái lăn lê và cầm roi chút kia đó, thì lại chứa được một cái thầm lòng bao la thương con và vô bờ bến. Thì kết quả là ngày hôm nay chị Hai, chị Lý, chị Thảo và con đó, thì ai cũng trưởng thành và đủ can đảm để có thể đối đầu với cuộc đời. Nhưng mà nó có từng trước đó, trước mặt tuần ngày 31 đó, thì con thấy bà đang ngồi đây trước, thì con thấy bà rất là già rồi, thì con mới giận là con lấy hết tất cả tiền lương của mình đi chơi.
và cũng ngay vào phút đó mới được tăng lương với bạn. Con đang là được tăng lương chỉ một tháng nữa thì con được chuyển ra đi chơi, mà sao con bỏ con như vậy bạn? Cái ngày mà nghe tin bạn mất, anh nhớ ý với con đi về ngoài đường Sài Gòn về Đồng Xoài thì ngày hôm đó sao sao quá bà ơi. Con về mà con nghĩ lại những cái ngày xưa, ngày mà ba chở con đi học trên chuyến xe đó, con chưa kịp làm gì cho ba hết. Ngày mà về thì lúc nào con gọi ba thì ba còn sống, thì ba còn chưa làm sao thế. Mà ba bố ngày đó, những ngày đó mà con cứ kêu ba là ba mới trả lời. Con thất nghe cho ba, ba rất là nhiều cảm thấy cho ba. Thì thôi, bây giờ mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Thì thôi, con dọn vào giường nhà mình. Thì con nghĩ sẽ mất rất là nhiều năm. Thì mất là từ từ quen được ba thôi ba ạ. Thì gia đình con xin hứa đó, còn gia có còn nhiều sau, đến khi gia mất có còn nhiều bụng thì kinh bạch sư tôn Thiền Túc Tăng, tuy là chúng con không có được nhìn thấy gương mặt của thân phụ với gương mặt thiền từ ba dung che chở, thì có thể là những cái hình ảnh đó thì chúng con sẽ cắt đi để ấp vào một cái cõi lòng đi khi nó trong tim người. Thì nay nhân ngày xuân phất gia đồng cho thân phụ của chúng con là Hương Linh Trần Thanh, thuận lọt 65 tuổi, họ ta nguyên pháp danh Liễu Pháp, mốt ngày 9 tháng 10 năm Kỷ Hợi, thân phụ chúng con đã đi về thế giới nào xa lạ hay phận phúc, đâu đây bay theo lợn gió mấy ngàn trong không gian vô tận, đã thánh thơ lên miền lạc cảnh hay đang bị tọa đầy trong cuốn phố khổ đau, thật là đau xót. Thì trước khi dứt lời, chúng con thành tâm nguyện cầu mười phương chư Phật thì từ chứng minh cho giáo hộ sư tôn Thiện Đức Pháp thẳng thể kính an, chúng con dị độ mãi mãi là bậc thầy vô phận khả kính cho chúng con và tất cả chúng sanh nương nhờ công đức của quý ngài. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Tha môi cúi giả gừng cái con cao lắm, thâm thẩm tình con nhớ cha già, tục thất cây tuần đã trôi qua, thôi tay chờ nghỉ không gian dựng, cha hỡi cha ơi già thiết tha. Thì bạch sư tôn đức vừa rồi là những lời thất bạch chí thành chí kính với những giọt ước mắt xúc động của những người con không sao ngăn nổi những dòng cảm xúc trong ngày chúc mừng trai thất của người hiền phổ. Giờ phút này chúng con sẽ được cung thỉnh hòa thượng Đạo Hiệu Thích Không Tánh để thay lời cho chư tôn đức chứng minh trai tâm hôm nay, sẽ có đôi lời đạo từ gửi đến quý vị trong gia đình tăng gia hiếu quý. Chúng con xin được đảnh lễ cung thỉnh hòa thượng ban đạo từ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đáp Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Đáp Đại Chứng Minh. Nam mô Tăng Đầu Lô Thả Ra Ở Bạc Xà Công Giả Đáp Đại Chứng Minh. Kính thưa trên chư hòa thượng chứng minh, chư thượng tọa chùa Phước Cửu sám chủ, cũng như tất cả chư thượng tọa chư đại đức tăng trong cái buổi cúng dường trai tăng hôm nay, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong tăng môn hiếu quyến, thì vừa rồi qua cái lời tác bạch của đại diện của gia đình thân quyến, chúng tôi xin phép
được đãi lao. Thay mặt Đức Chư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, xin có đôi lời của toàn thể trong An Môn hiếu quyến. Nam Mô A Di Đà Phật. Như tất cả quý Phật tử được biết, người xưa có nói: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn tiểu hiếu mới là đạo con. Thì truyền thống của dân tộc của chúng ta từ xưa đã có những cái nhắn nhủ như vậy. Thì hôm nay đây, quý Phật tử trong gia đình đã nghe, đã vì nương theo cái hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát, nhân cái tùng chung thất để mà thiết lễ trai tăng và thỉnh mười phương chư tăng về đây để cúng dường cầu siêu tụng kinh siêu độ. Thì qua hai ngày vừa qua, Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng đã hết lòng thành kính để nguyện cầu siêu độ cho hương linh. Thì chúng tôi cũng xin có mấy lời xin quý Phật tử phải biết rằng, đối với cái quan niệm thông thường của thế gian thì người ta cho rằng khi mà con người đã chết đi rồi thì là không còn gì nữa cả. Vì cái quan niệm rằng chết là không còn gì, cho nên người ta không hiểu được cái lẽ nhân quả để thiện ác trong cuộc đời, cho nên đã gieo ra nhiều cái sự sai lạc. Ở đây chúng tôi xin có mấy lời thưa của trong An Môn hiếu quyến. Thì quý Phật tử phải hiểu rằng, con người ta mà đã thác mất đi, đó là cái phần thể xác, nhưng mà còn cái phần tinh thần tâm linh thì vẫn còn luân chuyển trong cõi lục đạo luân hồi. Quý Phật tử phải biết, ngày xưa Tụ Nguyễn Du có nói cái câu: hát là thể xác nhưng mà còn là tinh anh. Thì đó, quý Phật tử phải biết rằng, khi chúng ta lìa xa cái cõi trần này thì tất cả những cái nhà cửa, danh lợi, tài sắc, vàng bạc, tất cả những quý giá đó nó mình không có thể đem theo được. Và cái thần thức của người chết chỉ mang theo những cái nghiệp lực của mình trong suốt hành trình 60 năm, 70 năm hay là 100 năm. Thì qua cái cuộc hành trình 100 năm trong cái cõi thế gian này, quý Phật tử khi sống đã gieo ra những cái nhân như thế nào thì quý Phật tử sẽ tạo những cái ra cái thức và tạo ra một cái nghiệp. Và tùy theo cái nghiệp thiện và nghiệp ác mà quý Phật tử phải đầu thai vào trong cái cảnh giới an lạc hay là cảnh giới khổ đau. Cho nên quý Phật tử phải biết rằng, ngày xưa Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả, khi mà Ngài đã tu chứng đến 6 sắc thần thông thì Ngài đã dùng cái thiên nhãn của mình nhìn vào trong cái cảnh địa ngục và thấy rằng cái người mẹ của mình phải bị tọa lạc trong cái cảnh tâm tối, cơm là một tay thì có cơm ăn, nhưng mà khi cơm đưa vào miệng á thì là nó đều hóa thành than lửa, có cháy, cho nên Ngài không thể dùng được. Thì Ngài Mục Kiền Liên thấy như vậy cho nên vô cùng đau khổ, cho nên không biết cái cách nào để mà cứu độ thân mẫu của mình trong cảnh địa ngục. Cho nên Ngài về với bạch Đức Thế Tôn: mẹ con bị đọa lạc trong cảnh tâm tại thì con không có biết cách nào để mà cứu độ thân mẫu. Thì Đức Thế Tôn mới bèn dạy tự thân của Ngài dầu tu chứng đến 6 phép thần thông nhưng mà không thể nào cứu độ được mẹ mình. Cho nên ngươi phải về tổ chức một cái lễ trai tăng xuống giường và thỉnh mười phương chư tăng về để mà tụng kinh cầu nguyện siêu độ cho người mẹ. Và Ngài Mục Kiền Liên mới về đi theo cái lời dạy của Đức Thế Tôn đã tổ chức lễ cúng dường trai tăng. Và nhờ cái sự và cầu nguyện
cũng đến cầu nguyện của mười phương chư tăng cho nên cái uy đức của đại chúng đó nó mới làm cảm hóa được cái thần thức của người mẹ của mình trong cảnh giới chư tiên an lạc. Thì ở đây tôi xin thưa qua như vậy, thì trong tất cả quý phật tử chắc cũng đã hiểu rồi. Thì ở đây xin thưa như thế này, xin phép trong tăng quyến chúng tôi sẽ có mấy lời đối với cái thần thức của hương linh. Thì xin trong 2 ngày qua và trong suốt 49 ngày, cái sự chú nguyện của chư tăng tụng trên cầu nguyện mong rằng cái thần thức của hương linh nên hướng vận về những cái lời chú nguyện của chư tăng mà hướng về cái cảnh giới an lạc, không nên đắm chìm trong những cái vấn đề tham ái thế gian. Và tất cả phải hiểu rằng nhà cửa lầu đài danh vọng tiền bạc chỉ là ảo mộng mà thôi. Cho nên bây giờ đây hương linh phải đối diện trước một cái cảnh giới mà mình sẽ đầu thai về. Thì ở đây tôi xin thưa, suốt trong hành trình 6-70 năm của hương linh, quý gia đình phật tử phải không có lên sát sanh, không có lên sát sanh, vì sát sanh nó sẽ tổn hại thọ của chúng như cảm âm thời, nó cũng không có gieo được cái phước lành cho hương linh, và cái sát sanh nó sẽ tổn hại đến cái tuổi thọ. Và nếu quý phật tử sát sanh để mà cúng cho vong linh thì vong linh đã không hưởng được phước mà hương linh đó lại còn bị thọ những cái quả báo sống. Đồng thời nguyện ăn chay, cố gắng ăn chay được, mà nếu như trường hợp không ăn chay được, quý phật tử ăn mặn á, thì nên mua cái thức ăn mà người ta đã làm rồi mình về dùng, không nên tự mình để mà giết gà giết vịt hay là làm heo hay là giết chó giết con bò để mà sống. Thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái thần thức của người đã ra đi và khó lòng mà có thể siêu thoát. Vậy để cùng hỗ trợ cho cái sự cầu nguyện của chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni trong cái buổi lễ cúng dường trai tăng 49 ngày hôm nay, thì hôm nay là ngày cuối cùng mà hương linh sẽ đầu thai về cái cảnh giới an lạc. Thì đây là một cái việc phúc thiện, quý phật tử đã thỉnh chư tăng về cúng dường cầu siêu độ cũng như tổ chức cúng dường trai tăng cầu siêu thoát cho hương linh cũng như tất cả chư văn linh cửu huyền thất quả tổ ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, dùng nhờ cái ơn phước cúng dường trai tăng mà được siêu thoát, và cái người còn sống cũng nhờ cái phước lành này mà được thân tâm an lạc. Thì hôm nay đây chúng tôi xin phép được thay mặt chư tôn đức có mấy lời cùng với trong tang môn hiếu yến, và xin thành tâm cung thỉnh chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư tôn đức tăng thành tâm hướng về mười phương chư Phật niệm hồng danh với A Di Đà Phật để cầu siêu độ cho hương linh. Nam mô A Di Đà Phật. Ngàn năm tâm khảm vẫn còn khắc ghi, vừa rồi trên chư tôn đức đã hoan hỷ chứng minh mặc thọ cái buổi lễ cúng dường trai tăng của tăng quý chúng con, mà còn ban bố cho chúng con những pháp âm ghi hiệu. Chúng con nguyện lấy nó làm tư lương hành trang trên bức tường tu nhân sự thế. Trong 2 ngày vừa qua và buổi lễ cúng dường trai tăng hôm nay, với tâm thành kính hướng về người thân chư Phật, với lòng hiếu thảo hướng về người thân phụ khả kính, cũng không sao tránh khỏi những thiếu sót và khô tiết đó cũng như phục vụ quý ngài cương đáo. Giờ phút này chúng con chỉ biết thay lời cho gia đình ta môn hiếu quý, xin cầu nguyện người phương chư Phật cho chư tôn đức pháp thể thích an.
chúng sanh dị độ để đắc thường thiếu Phật sự viên thành. Giờ phút này trước trang đường ra nghiêm, chúng con xin cầu thành tánh lễ cúng dường quý ngài tam bái thay cho lời tri ân. Những tâm tánh lễ tỏ đạo tràng chữ tôn xin tương tăng tam bái. Nam mô Đức Lợi Bồ Tát. Bồ Tát Nam Đức Lục Bề Công Hoàng Cầm Tăng Tam Ba Ba Việt Nhật Nam. Trong tâm hồn chan chứa yêu thương.